Thực ra thì sự yêu đương hoặc tình yêu nó không chỉ ở những người trẻ mà thôi. Nó là một cái chất liệu trong đời sống mà nếu không có tình yêu, cuộc sống của người sẽ trở thành vô nghĩa. Vì vậy cho nên trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau lời Chúa về đề tài là hâm nóng lại tình yêu. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, mỗi người, để chúng ta thấy rằng tình yêu của chúng ta đối với Chúa, tình yêu của chúng ta đối với nhau sẽ được hâm nóng lại qua lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi mong rằng quý ông bà anh chị em thầm nguyện cho tôi, rằng Chúa sẽ che tôi trong ơn của Chúa khi rao giảng, và mỗi người chúng ta sẽ học được sự dạy dỗ của lời Chúa. Lời Chúa, con cầu nguyện với Ngài rằng Ngài xin giúp con, che con trong ơn của Chúa khi con rao giảng lời của Ngài. Xin ban phước cho hội thánh của Chúa và chính mình con với lời của Chúa. Xin đem chúng con lại gần Chúa hơn bởi lời của Ngài, bởi thánh linh sự sống của Chúa, bởi quyền của Đức Chúa Trời, để chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa cách sâu đậm hơn trong đời sống của chúng con, và chúng con kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Gần một năm trước đây, khi tôi đến sinh hoạt với Hội Thánh, thì tôi có đi một chuyến du ngoạn với các ông nam giới. Tôi không biết có bao nhiêu người đi năm trước và bây giờ có mặt ở phòng nhóm này. Trong số đi khoảng là chừng 10 người, mười mấy người đó. Và trên đường đi thì tôi đề nghị các ông thế này, chỉ có nam giới thôi, đàn ông thôi, không có nữ trong cái chuyến đi của chúng tôi. Trên xe tôi đề nghị một cái các ông thế này, xin rút phone ra và chuẩn bị gửi test về cho các bà vợ. Và các ông nghe lời tôi và mở phone ra test về cho các bà vợ. Và đây là cái điều các ông phải test. Đây là câu hỏi. Câu hỏi rằng test cho các bạn hay là em đang làm gì đó, mới đi chưa đầy một ngày mà nhớ em ghê. Và có nhiều ông thì cũng test cho bà vợ như cái lời tôi đề nghị. Và đây là cái câu trả lời của các bà ở nhà. Các bà thì trả lời đã xẹt. Các bà thì trả lời là ông test cho ai mà test lầu tôi vậy. Và tôi nghe các ông kể lại những cái câu trả lời đó, tôi nghĩ chứ tình yêu chứ nguội lạnh rồi như vậy thì chắc là phải hâm nóng lại thôi. Và không có cơ hội để nói lại điều này trong suốt cả một năm qua cho đến hôm nay để Valentine, là cái cơ hội để chúng ta nói về tình yêu, vợ chồng, cặp đôi, và nói về mọi người phải hâm nóng lại tình yêu với nhau. Trong cái câu chuyện, trong cái phần kinh thánh chúng ta sẽ học với nhau hôm nay ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 1 đến câu 7, chúng ta sẽ học lời Chúa để thấy rằng là tình yêu hết sức là quan trọng trong cuộc sống. Không phải chỉ là mối liên hệ mà thôi, nhưng trong tất cả các công việc làm của chúng ta đối với nhau và với Chúa. Cho nên xin chúng ta học lời Chúa để biết điều đó và để hâm nóng lại tình yêu chúng ta với Chúa và với những người chúng ta yêu thương ở trong cuộc sống của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta học với nhau đó là chúng bạn cho em sẽ thấy lời Chúa cho biết rằng không có tình yêu thì tất cả mọi sự sẽ trở nên vô nghĩa. Có người hỏi rằng giả sử cuộc sống của chúng ta đang sống giữa thế giới chúng ta đang sống, đùng một cái tình yêu biến mất, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau, tình đồng loại với nhau, tình yêu biến mất ở trong cuộc sống của chúng ta, quý vị sẽ thấy đó là một mớ hỗn độn ở trong sự tồn tại của vũ trụ. Cho nên trong một nghĩa mà chúng ta biết rất sâu xa rằng chúng ta có thể mất nhiều điều, sẽ không có nhiều điều, nhưng nếu chúng ta có tình yêu thì cuộc sống của chúng ta nó có giá trị và ý nghĩa ở đó. Câu chuyện của chúng ta học ở trong Ephesians đoạn 7, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 7, quý vị nếu có kinh thánh xin mở ra, quý vị sẽ thấy một số điều chúng ta sẽ học với nhau. Cái bối cảnh của Ephesians đoạn 2 giống như thế này: hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ephesians, này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Hãy viết cho hội thánh, cho thiên sứ của hội thánh Ephesians, là đây là một bức thư, một bức thư mà được gửi, Chúa bảo rằng hãy gửi cho thiên sứ của hội thánh Ephesians. Theo các người về nhà dạy kinh, thực ra như thế nào ai là thiên sứ của hội thánh Ephesians, có nhiều cái quan điểm khác nhau về việc này, nhưng mà
Cái thư này là viết cho những người lãnh đạo của hội thánh Ê-phê-sô, và để cách truyền nói với hội thánh tại Ê-phê-sô lúc bấy giờ rằng đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu là ai. Ở trong câu đoạn 1, câu số 12, 13, 14 trở đi đó, thì nói rằng Chúa là đấng, Chúa Giê-xu là đấng cầm bảy ngôi sao trong tay cửa của mình. Nghĩa là đây là lời của Chúa viết cho hội thánh Ê-phê-sô. Lời đó được chép như thế này ở trong câu số 2 trở đi. Câu số 2 chép rằng lời thư nó viết rằng ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục của ngươi. Ta biết ngươi không thể chung được kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó là giả dối. Đó là câu số 2. Câu số 2 bảo rằng viết cái thư của Chúa, hội thánh nó nhận được và nói rằng Chúa biết rằng Ngài biết công việc của các người, Ngài biết công việc của hội thánh của Chúa, Ngài biết điều gì nữa, Ngài biết rằng hội thánh của Chúa rất là khó nhọc vì công việc của Chúa. Chúa biết hội thánh của Chúa sống một cuộc đời nhịn nhục. Ở trong câu số 2, ta biết ngươi không thể chung được những kẻ ác. Chúa biết rằng hội thánh của Chúa không muốn những kẻ ác vào đây, không muốn những người sao kẻ ác sống trong hội thánh, và kẻ ác ngoài kia hội thánh không dung chịu được những kẻ đó. Và Chúa nói điều gì nữa? Lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng những kẻ đó là giả dối. Hội thánh của Đức Chúa Trời theo chánh giáo, giữ đúng chánh giáo, và những người khác dạy những điều sai thì hội thánh của Đức Chúa Trời bị chết, không đồng ý. Và đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trong câu số 3, câu số 3 nói rằng ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Đây là những lời thánh của Ê-phê-sô lúc bây giờ. Và Chúa nói rằng hội thánh rất là tốt, ngươi làm rất là nhiều điều, tâm tình của ngươi như thế này rất tốt, cái thái độ của ngươi rất tốt, cái tâm tính của ngươi rất tốt, ngươi nhịn nhục, ngươi chịu khó vì danh của Chúa đến nỗi không dừng lại, không mệt nhọc, không ghi vật vì cớ danh của Chúa. Và câu số 6 là một lời khen khác. Xong, xin lỗi, và câu số 6 rằng song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Chúa khen hội thánh đó rằng những người đảng Nicola là một số những cái dì giáo lúc bây giờ đã dạy những điều sai trọng, đã hướng dẫn con trong dân Chúa đi sai lầm. Vì vậy cho nên hội thánh lúc bây giờ là những người yêu mến Chúa, mến lời của Chúa, giữ đúng chánh giáo, cho nên cũng ghét những cái dì giáo sai trật đó nữa. Và Chúa cũng không thấp, cho nên hội thánh của Chúa không xin. Nói cách khác, nếu quý vị để ý lại những cái câu mà Chúa viết về hội thánh Ê-phê-sô tại đây, quý vị sẽ thấy rằng đó là một hội thánh có công việc rất là tốt, có thái độ rất là tốt, có hành xử rất là đúng đắn. Chúa biết và khen họ. Quý vị thấy không? Đây là hội thánh của Đức Chúa Trời tại Ê-phê-sô. Một hội thánh, một cá nhân mà được những cái lời Chúa nói như vậy thì không có gì bằng. Quý vị có ước ao hội thánh chúng ta được như vậy không? Giờ chúng ta cũng mong rằng hội thánh chúng ta được như vậy. Là hội thánh này là hội thánh như quý vị đọc là trong số 2. Công việc của hội thánh này, con cái Chúa này, khó nhọc này, nhịn nhục này, đã thử những người khác để giữ theo chánh giáo của Chúa này, đã tìm ra những người giả dối và reject những người giả dối này, đã chịu cho khó bị nhịn nhục và khác những cái người mà dạy dị giáo ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời và xung quanh. Đó là hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa. Và lời Chúa nói với hội thánh đó như là một cái lời khen tặng họ đã làm những điều tốt và đúng. Tuy nhiên, cái chữ kế theo của câu số 5, xin lỗi câu số 4 đó là nhưng. Nhưng là một cái chữ hết sức là đặc biệt ở trong mỗi lần khi mà chúng ta nghe nói đến những điều tốt, điều phải mà có cái chữ nhưng, hoặc là điều xấu, điều gì này kia mà có chữ nhưng. Tức là một cái điều gì trái ngược lại, đây một cái liên từ hết sức là đặc biệt mà quý vị sẽ thấy Chúa nói gì trong chữ nhưng. Nhưng trong những cái điều mà hội thánh làm được đó, trong những điều quan trọng hội thánh theo đuổi đó, hội thánh vẫn cứ giữ đó, thì hội thánh đó đã, Chúa trách hội thánh rằng ngươi đã bỏ mất lòng kính mến ban đầu. Hội thánh có thể làm được nhiều việc, con cái Đức Chúa Trời có thể làm, chúng ta có thể làm được mọi việc mà người ta nhìn thấy và có thể trầm trồ. Hội thánh mạnh mẽ, con cái Chúa mạnh mẽ và chúng ta làm nhiệt tình với Chúa, nhưng sâu xa trong tấm lòng như hội Chúa nói với hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, quý ông bà anh chị em, họ đã đánh mất lòng kính mến Chúa. Mà trong cái bản tiếng Anh, trong cái bản King James đó, thì nó là the first love, tức là họ đánh mất tình yêu ban đầu đối với Chúa. Hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh mà được Apollo đến truyền giáo ở đó, ở trong cuộc sứ đồ đoạn 18 chép đến
Và sau đó thì Phaolô có đến ở lại hội thánh đó và dạy đạo, mở một cái trường dạy đạo cho hội thánh đó. Và đoạn 20 thì khi Phaolô nghĩ rằng mình sẽ không thăm được hội thánh nữa và sẽ bị bắt và cuối cùng không có cơ hội lại hội thánh, thì Phaolô mới đến, mới kêu gọi những trưởng lão hội thánh đến gặp ông. Và cuối cùng thì họ yêu mến Chúa, yêu mến Phaolô, cái bộ nào họ ôm cổ Phaolô khóc. Và những người lãnh đạo hội thánh đó họ trở về hội thánh và họ giữ lại đó. Và nhiều năm sau khi Phaolô viết thư cho hội thánh Ephesus kêu gọi họ về lòng yêu thương, và đó là một hội thánh mà Đức Chúa Trời rất là hài lòng và có tình yêu thương chan chứa ở trong đó, và một trong những hội thánh mẫu ngày xưa mà viết để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Thế nhưng ở trong cái hoàn cảnh này, họ chỉ còn công việc và công việc, họ chỉ còn giáo lý tín điều và giáo lý tín điều. Cái quan trọng nhất trong cái công việc của họ, cái quan trọng nhất trong cái đời sống của họ gọi là giáo lý tín điều, cũng không phải là công việc. Cái quan trọng họ đánh mất đó là tình yêu. Tình yêu là điều vô cùng quan trọng với ông bạn chị em. Chúng ta có thể làm nhiều việc cho Chúa, chúng ta có thể dâng hiến nhiều cho Chúa, chúng ta có thể vâng giữ mọi lễ nghi, chúng ta có thể giữ đúng chính giáo, chúng ta có thể chịu khó chịu nhọc nhiều vì đạo Chúa, chúng ta có thể ghét hoặc là nói, chúng ta sẽ reject những người giả dối, những người không theo đạo Chúa. Nhưng khi chúng ta không có tình yêu và không tức là chúng ta làm điều đó không phải vì tình yêu, thì điều đó tự nó trở nên vô nghĩa. Cho nên Phaolô khi viết về tình yêu thương, có lẽ nhiều người trong chúng ta biết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13, ông viết về tình yêu như thế này. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 1, Phaolô nói rằng: dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa văn tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cũng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nửa đổi dời nữa được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Tức là làm gì được thì làm. Phaolô nghĩ rằng mình có thể có quyền, có phép, có khôn ngoan, có làm được mọi sự, nhưng mà không có tình yêu thương tất cả đều là một sự trọc tuyết, một con sụp đổ. Và câu số 3 ông viết thế này: dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình bị chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đối với Chúa và đối với nhau, trong rất là nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không có tình yêu thương ở trong cái cách sống của chúng ta đó, yes, nó có thể giữ chúng ta là khuôn nếp giống như nó giữ của thánh Ê-phê-sô ngày xưa, nhưng nó đánh mất cái điều quan trọng nhất và là cái lời trách của Chúa đối với hội thánh và rất có thể đối với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Trong cuộc tuần qua tôi đọc một cái câu viết của Henry Blackaby, ông viết như thế này, đó là: vâng phục mà không có tình yêu thương là chủ nghĩa luật pháp. Chủ nghĩa luật pháp tức là làm cái này, làm cái kia, không làm cái này, không làm cái kia. Và vì vậy, cho nên ở trong tiếng Anh thì nói rằng obedience without love is legalism. Nếu trong trường hợp chúng ta làm tất cả mọi sự, giữ mọi sự mà chúng ta thiếu tình yêu thương, thì nó chỉ là đi theo cái khuôn phép mà đã lập vạch ra, mà lòng của chúng ta đôi khi cứng ngắc. Cho nên thờ phượng, nếu chúng ta không có tình yêu thương, hoặc là tình yêu thương nó không nóng cháy trong chúng ta, khi con bạn chị em đến thờ phượng Chúa, sự thờ phượng của chúng ta đôi khi nó chỉ là rỗng tuếch. Khi chúng ta đọc lời Chúa mà thiếu cái tình yêu thương đối với Chúa, rất là nhiều khi chúng ta cảm thấy nó khô khan. Và nếu chúng ta thiếu tình yêu thương đối với Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, nó chỉ là một cái nghi thức, chỉ là một cái lời nói vang lên trần tầng dội rất sướng. Cho nên đó là lý do mà Chúa nói với thánh rằng: điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Thực ra thì tiếng Việt dịch cái chữ kính mến, bởi vì không để đó là tình yêu ban đầu. Bởi vì tiếng Việt của chúng ta khi nói đến tình yêu cứ nghĩ là cái liên hệ nam nữ, nhưng mà cái chữ love chúng ra là cái tình. Thực ra đó, Chúa nói đến cái tình yêu của Chúa với dân sự của Chúa, Chúa rất là dùng nhiều hình ảnh để nói đến cái mối liên hệ vợ chồng nam nữ. Đó là cái tình yêu mà rất là sâu đậm. Khi nên khi Chúa nói cái tình yêu ban đầu, không biết có bao nhiêu người trong quý vị có cái kinh nghiệm tình yêu ban đầu không? Tiếng sét tình yêu đấy. Yeah. Tự nhiên mình lớn lên tự nhiên nó gặp ảnh một cái rung tay chân luôn á, gặp cổ một cái bắt đầu về bỏ ăn bỏ ngủ. Tức là có cái gì nó bùng cháy lên, đúng là nó mạnh mẽ đến độ như vậy, và có rất là nhiều cặp lớn lên mà bởi vì điều đó cho nên bỏ nhà ra đi không thương tiếc. Right? Có ai trong quý vị làm điều đó không? Lỡ một lần trong đời mình mà khi mà tình yêu bùng cháy lên, tức là cái sức mạnh của tình yêu như vậy. Cho nên Chúa là
cái lập tình yêu ban đầu đối với Chúa là một cái gì nó bùng cháy, nó sức mạnh. Cho nên nhiều khi cái sức mạnh đến độ mà nhiều người với chúng ta dám bỏ nhà theo ảnh hoặc là bỏ nhà theo ẻm là cái tình yêu nó sao cháy trong lòng của chúng ta. Và cho nên khi Chúa nói đến tình yêu ban đầu là Chúa nói đến cái gì mà nó thúc đẩy trong đời sống của quý ông bà anh chị em đối với Chúa. Tôi đọc ở trong tiên tri OC, tôi đọc qua và sáng hôm nay thì tôi mà tôi ngủ dậy, tôi cầu nguyện xong, tôi mở cuốn Kinh Thánh là tôi đứng, tôi dập dần, tôi đọc, tôi không rời được. Nếu quý vị chưa có thì giờ đọc, về đọc lại sách tiên tri OC, tôi lần một trở đi. Thực ra tiên tri OC đó, ông viết về một cái mối tình của cá nhân ông đối với một người nữ lăng loạn, một người nữ không xứng đáng, và ông viết về vị đó. Và khi mà ông viết về vị đó thì ông Chúa bảo ông hãy yêu một người nữ không xứng đáng, và khi người nữ bỏ ông ra đi, rồi cuối cùng dưới tay bao nhiêu người đàn ông khác, rồi người nữ đó trở thành những người nô lệ, thì ông là người mua lại và đem về yêu thương. Và đó là cái cuộc sống của tiên tri OC ngày xưa. Và Đức Chúa Trời buộc ông bảo ông phải làm điều đó để nói với dân sự rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Chúa cũng y như vậy. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta y như vậy. Cho nên ở trong OC tôi đọc một vài câu trong OC đoạn 11, viết rằng là Chúa nói rằng trong câu 1 rằng khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó. Câu 4, ta đã dùng dây nhân tình, dùng sức yêu thương kéo chúng nó đến. Câu số 8, hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ ngươi được? Hỡi Israel, thế nào ta lìa ngươi được? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. Khi Chúa nói đến cái tình yêu của Chúa đối với dân sự của Ngài là như vậy. Cho nên tình yêu ban đầu của chúng ta là một cái gì sức mạnh rất là lớn, và Chúa cảm nhận điều đó khi mà Ngài yêu thương chúng ta. Có một câu thơ Việt Nam trong thời tiền chiến của nhà thơ Thế Lữ, có lẽ một số người biết câu này, đó là cái câu rằng cái thuở ban đầu lương riêng ấy ngàn năm đã dở đã dễ mấy ai quên. Đó là cái tình yêu ban đầu. Quý vị không cần phải kể lại cho ông xã bà xã mình hôm nay về cái tình yêu ban đầu của mình, nếu mà không phải cổ hay ảnh là cái người tình yêu ban đầu của mình, nhưng mà nó vẫn vương vấn trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên tình yêu đối với chúng ta đối với Chúa, có những lúc chúng ta cảm thấy nó nóng cháy yêu mến Chúa, và đôi khi chúng ta cảm thấy nguội lòng, và đây là lúc có thể là chúng ta giữ đạo Chúa một cách kỹ nhưng chúng ta cảm thấy nguội lòng. Trong Chủ nhật vừa, trong tuần vừa qua và một Tết, tôi đến thăm một số con gái Chúa, tôi đến thăm một cái chị tín đồ ở tại Arlington. Tôi đến thăm chị cũng để hoài lắm rồi. Tôi là người cầu nguyện cho chị tin Chúa, tôi là người dạy giáo lý cho chị, tôi là người làm bắt tên cho chị. Tôi nhớ cái ngày mà chị đến nhà thờ mà tôi dạy bắt tên cho chị đó, chị nói tôi là tôi đau hết cả người, tôi khổ lắm, tôi cảm thấy chán nản lắm. Cho tôi học xong cái này, được một sư làm lễ cho tôi xong mà tôi thấy nó không xong, tôi tính chuyện của tôi. Thì thật ra thì chị định là chị sẽ tự tử, nhiều lần chị tự tử. Và sau khi chị học lời Chúa và chị niệm tên và chị dạy lời Chúa cho chị, tự nhiên chị đọc lời Chúa, chị đọc say mê và chị kể rằng là cuộc đời chị thay đổi từ đó. Và chị nghĩ là có những đêm chị đọc Kinh Thánh mà chị tin Chúa khoảng chừng mà một vài tháng, chị cũng thánh Kinh Thánh chị chứ gạch nát luôn, mọi người biết không? Chị nói vậy là nhiều khi chị đọc từ đầu đến cuối đến sáng, mà đọc mở mắt ra thấy 3-4 giờ sáng rồi đó, mà nó đọc nó say mê Kinh Thánh như vậy. Và chị thấy lòng chị nó dâng lên cả một cái sự nóng cháy trong sự yêu mến Chúa và yêu mến lời Chúa. Nhưng bây giờ khi tôi đến thăm chị thì chị cảm thấy không muốn đi nhà thờ, khi có khi không, khi chị đọc Kinh Thánh thì nó sao nó buồn ngủ, khi cầu nguyện chẳng biết nói điều gì. Nó giống như mấy người mà bị ung thư mà chạy chemo vậy, xạ trị vậy, cái miệng nhai giống như nhai bạc mía, không còn cảm nhận cái sâu xa của mối liên hệ với Chúa như vậy nữa. Thực ra thì tôi nghĩ rằng có thể là tình trạng của nhiều người trong chúng ta, có thể chúng ta không có nên nổi tệ như cái người chị em tôi vừa kể, mà rất có thể chúng ta giữ đạo Chúa rất tốt trong thánh Ê-phê-sô ngày xưa, nhưng chúng ta làm việc nhiệt tình, chúng ta giữ đạo trung kiên, những cái sâu xa, cái thấm đường trong lòng của chúng ta đối với Chúa đôi khi không còn nữa. Tôi không biết anh chị em kinh nghiệm về Chúa thế nào, nhưng mỗi người đều có một cái khoảng thời gian nhất định chúng ta cảm thấy Chúa như gần mình. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta gần như là mở mắt ra thấy Chúa đứng đâu đó với chúng ta. Trong những nỗi sâu xa này, chúng ta cảm thấy sự rờ đụng của Chúa trong thân thể, trong tấm lòng của chúng ta. Và đó là những cái kinh nghiệm rất là quý báu mà xin Chúa cho chúng ta biết giữ lấy.
Cho nên một lần nữa, tình yêu của quý ông bà anh chị em đối với Chúa bây giờ ra sao? Để giống hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, liệu Chúa có sẽ trách móc anh chị em như ngày trách móc của thánh Ê-phê-sô ngày xưa rằng ngươi bỏ lòng kính mến dành cho ta? Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy tình trạng của mình với Chúa nhân cái ngày mà nhiều người nói về tình yêu hôm nay, để chúng ta phải làm điều chúng ta cần. Đây là cái điều chúng ta cần làm, là hãy hâm nắm lại tình yêu với Chúa bằng cách nhớ lại, quay lại và làm lại. Ở trong tình trạng của hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, Chúa cho họ một cái toa thuốc, đó là phải hâm lại. Cái trên bảng thì không có, trong kinh thánh thì không có cái chữ hâm, nhưng mà tôi rất là thích chữ hâm này. Cái chữ hâm là cái chữ nôn tiếng Việt mình hoàn toàn, và quý vị thấy nó rất là, đôi khi chúng ta ấy nói và nói cái cách nào đó chúng ta hiểu nó, nhưng ta không có nói là cái chữ hâm. Hâm là gì, quý vị biết rồi phải không? Ngày hôm nay đó, khi chúng ta đi làm về ở Mỹ thì mỗi lần mà đi về lại lôi tủ đồ ăn tủ lạnh ra thì bỏ mang qua quê hâm bớt lại, quăng bớt lại, nhưng mà đó là hâm. Ngày xưa thì không có cái microwave ở Việt Nam, thì mỗi lần lấy ra thì bắt đầu đun lửa lên là hâm lại. Hâm lại tức là nó đã nguội lạnh rồi, làm cho nóng lại. Vì vậy cho nên hâm nó là cái cách mà chúng ta làm cho cái tình yêu của chúng ta nó nguội lạnh, nó phôi pha đối với Chúa, làm cho nó nóng lại. Và đây là cái toa thuốc mà Chúa cho hội thánh ngày xưa trong câu số 5. Tôi trở lại câu số 4, cho rằng họ bỏ lòng kính mến ban đầu. Vì vậy cho nên trong câu số 5 chúng ta nói rằng, vậy hãy nhớ lại ngươi đã sai suốt từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Hãy nhớ lại, hãy ăn năn là repent, tức là nó là làm, quay trở lại và hãy làm lại, redo. Tôi dùng ba cái chữ đó trong tiếng Anh để chúng ta dễ nhớ, hoặc là trong tiếng Việt là nhớ lại, quay lại, làm lại, hoặc là remember, repent and redo. Nhớ lại, tức là nếu bây giờ đó là cái lời mà Chúa nhắc tôi rằng cái đời sống theo Chúa của tôi, sự nguội lạnh của tôi đối với Chúa, đời sống của tôi, cái tâm lòng của tôi đối với Chúa bây giờ nó chỉ còn là một cái gì dở dở ương ương, nửa nóng nóng nửa lạnh, thì tại sao nhớ lại là kể từ lúc nào ta? Có phải là sau khi cãi nhau với một người bạn, một anh chị em nào đó cách đây nhiều tháng, hay là cái điều gì đó nó xảy ra khiến chúng ta như vậy? Hoặc là chúng ta thử hỏi là vì điều gì mà cái tình trạng tình yêu của chúng ta, cái mối liên hệ của chúng ta nên nổi như vậy? Hãy tự hỏi tại sao chúng ta đối với Chúa ngày hôm nay chỉ còn là công việc, làm bao nhiêu là công việc, nhưng mà nói đến cầu nguyện thì chúng ta cảm thấy chẳng hứng thú gì. Tôi biết nhiều anh chị em làm việc rất là nhiều, nhưng mà thì giờ anh chị em làm việc nhiều quá đến độ không có thời gian cầu nguyện. Wrong. Quý ông bạn chị em, tôi biết đây là cái điều hết sức khó, và chúng ta thấy là làm việc có bộ mình dễ hơn, right? Cực nhọc có vẻ mình dễ hơn, nhưng chúng ta phải nhớ lại rằng có cái điều gì làm cho chúng ta giờ chỉ còn là công việc, chỉ còn là giữ lễ? Tại sao chúng ta nguội lạnh đối với Chúa? Bắt đầu từ chỗ nào? Hãy nhớ lại, remember when that happened. Tôi như nhiều một số người đó là mỗi lần mà không có cái kiến là coi như mình mờ luôn, đưa chữ nghĩa là coi như chịu chết. Cho nên có một lần đánh mất cái kiến không biết là ở chỗ nào, chạy tới chạy lui không tìm ra, bắt đầu phải làm sao, làm sao nhớ lại điểm kiến mà bắt đầu nhớ lại này. Cái lần cuối cùng mình dừng cái lần là hồi nãy chỗ đó, nhớ là đứng trước cửa mình dùng cái kiến, mình đeo nó, bắt đầu vì nhớ quên cái gì ra xe cho nên phải chạy ra xe, mở xe bật chân lên dọn chút xíu đó và cuối cùng đi vô. Và từ đó trở đi là không thấy kiến là nó ở đâu, thế bắt đầu đi chạy ra chiếc xe thôi, ảnh năng nằm trong chiếc xe, đọc xong cái phút cái kiến trong xe đó, cho nên vào trong nhà thì không thấy nữa. Thế là bắt đầu để có thể biết cái kiến trong xe, tôi phải nhớ lại cái lúc nào, tại sao trong cuộc đời của chúng ta đôi khi chúng ta sa sút đến Chúa. Hôm nay có rất nhiều anh em nói với tôi rằng tự nhiên hồi trước tôi yêu mấy Chúa nó sốt sắng, tự nhiên ngày hôm nay thấy
nó thế này. Nhưng mà chỗ nào, cái điểm nào, và lời Chúa đó là hãy nhớ lại điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, tại sao chúng ta để điều đó lắng ác trong cuộc sống theo Chúa của chúng ta, tấm lòng theo Chúa của chúng ta. Cho nên hãy nhớ lại. Và điều tiếp theo đó là quay lại, hoặc là trong bản tiếng Việt dịch là ăn năn. Ăn năn tức là quay trở lại đó. Tức là có tôi với một số người ngày hôm nay trong cuộc sống theo Chúa, trong cuộc sống gia đình, trong những cái điều sai trật của chúng ta, khi chúng ta nghĩ lại chúng ta nhớ rằng phải chi mình đừng làm điều đó. Và có nhiều người cảm thấy ra rứt về một số điều sai trật của mình ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, ước gì mình không làm điều đó. Yes, đó là những cái ra rứt đúng như quý ông bà anh chị em, đừng dừng lại tại đó, đừng chỉ ngồi đó kể chuyện ngày xưa và chỉ nuối tiếc những cái điều đó. Amen. Mà là quay trở lại làm cái điều gì đó, tức là bắt đầu một cái gì mới, hãy có một cái hành động là tích cực trước tình trạng nguội lạnh của chúng ta trực trước. Tôi rất là thích cái câu này của anh dạy Naki trực trước, tức là không có ngồi vào đó. Tôi biết rất là nhiều anh em mà buồn lòng vì người khác cứ nghĩ tại sao ngày hôm qua, tuần trước, hồi trước đó nó vui lắm, hồi trước thế này rồi tự nhiên bây giờ thế này nó chán chuyện đó. Yes, nên nó chán nhưng mà đưa xong tiền và quay trở lại và sửa lại cuộc đời của mình. Dĩ nhiên không phải đối với Chúa và Bà Thánh thôi, trong đời sống gia đình cũng vậy, đối với vợ chồng cũng như vậy. Cái lúc mà mặn mà với nhau rồi bây giờ có những cái lúc như thế này, tại sao nào nhớ lại được nó có cái lý do nào nó xảy ra, và rồi bây giờ mình biết được điều đó xảy ra thì có điều mình phải sửa lại. Anh chị em mình ngồi mình tiếc, mình buồn, mình nhớ lại những chuyện mình lòng mình đau đớn, mình khổ sở thì điều này, nhưng mà tại sao nó có việc không cần phải thì đó. Nếu chúng ta đau khổ thì ok, nhưng mà đừng có dừng lại ở đó. Hãy quay lại, hãy làm lành, hãy làm cái điều gì đó. Vì vậy cho nên bảo ăn năn, tức là không có nhất thiết là ăn năn là hối tiếc. Khi mình nói với Chúa dùng chữ ăn năn có nghĩa là ôi xin Chúa tha thứ, mình phục đầu cầu nguyện nói với Chúa như vậy. Bây giờ chẳng lẽ mình cũng lại với vợ mình cũng phục đầu mình nói ăn năn không? Chẳng hãy chịu chữ ăn năn đó là quay trở lại, sửa trở lại. Cho nên Chúa bảo rằng remember, hãy nhớ lại chỗ đó, repent, hãy là quay trở lại. Và điều kế tiếp theo đó là redo. Tôi tạm thời dùng lên cái chữ redo cho cái chữ làm trở lại. Ở trong bản dịch của tiếng Việt đó là hãy làm lại, tức là hãy là bắt đầu một cái điều gì đó. Chúng ta không ngồi nuối tiếc nữa. Again, đừng có than phiền nữa. Hãy làm cái gì đó. Ví dụ như mà nói rằng là cãi nhau riết, bây giờ thì chán quá, thì về thì thấy cái mặt thì nó chán, cho nên cũng ra một quán cà phê ngồi chẳng hạn. Trong những cái lúc như vậy đó, thì mà biết cái cho điều sai thôi, bây giờ đừng có ngồi trong quán cà phê mà hậm hực mà tiếc nuối mà buồn bã nữa, bỏ đó đi về, về làm lại review nó bằng cái thôi, lại vỗ vai bả trước, vỗ vai ảnh trước, nói một lời gì đó. Tôi sẽ nói điều này nhiều hơn ở trong cái nếu quý vị có dự và hy vọng là chiều nay không có cancel cái chương trình dạ tiệc của những cái couple, tôi sẽ kể cho quý vị một số điều đó, thì đó nhưng tôi không nói ở đây. Cho nên ai mà muốn cái cách nào thì xin chiều nay hỏi tôi ở từ đó. Nhưng mà có thế này, tức là trong cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta bắt buộc phải thấy cái sai của mình và chúng ta làm trở lại. Mấy lần như thơn với ông bà anh chị em, hãy có một hành động tích cực trước cái tình trạng nguội lạnh của chúng ta đối với Chúa. Hãy có một hành động tích cực trong cái sự rạn nứt, trong một sự bất đồng, trong cái sự nguội lạnh chúng ta đối với nhau, ở trong gia đình, ở trong hội thánh của Chúa Trời. Chúng ta không làm lại, chúng ta sẽ tiếp tục trên con đường sai trật. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, hãy bắt đầu tìm kiếm Chúa trở lại trong giờ cầu nguyện. Hãy trung tín đi nhà thờ trở lại. Nếu chúng ta cảm thấy khi được hay không, hãy dự học Kinh Thánh trở lại. Nếu chúng ta look off, hãy gọi điện thoại nói chuyện với anh em mình trở lại. Hãy thăm viếng, khuyến khích anh chị em mình trở lại. Hãy làm một cái điều gì đó, do something. Và đó là lời Chúa nói với hội thánh Ephesus. Chúa nói họ biết rồi, Chúa ơi, con biết tình trạng của con rồi, nhưng mà ngồi đó than khóc, đó là điều Chúa không muốn. Cho nên Chúa muốn chúng ta làm lại. Cho nên remember, repent and redo. Ở trong cái phần cuối của cái câu 5 đó, là cái câu, cái phần mà chúng ta nghĩ rằng cũng đáng phải cho chúng ta suy nghĩ. Chúa nói rằng bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nếu không ăn năn thì ta sẽ cắt chăn đèn ngươi khỏi chỗ của nó. Chăn đèn là cái mối liên hệ sự vinh hiển của Thánh, là cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời, là cái vị trí của Thánh Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng Chúa yêu thương đủ, Chúa nhịn nhục đủ để kêu gọi chúng ta,
Nhưng nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi trong con đường của mình, hậu quả sẽ xảy ra. Và đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên cầu xin Chúa ngày cảnh tỉnh, nhắc nhở và giúp đỡ tôi, quý ông bà, anh chị em hâm nóng lại tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, và hâm nóng lại tình yêu chúng ta dành cho người khác. Quý vị làm được không? Có chuẩn bị làm không? Có nghĩ làm sẽ làm bắt đầu từ hôm nay không? Tôi sẽ nói đến tình yêu chúng ta dành cho nhau. Đó là hãy hâm nóng lại tình yêu với những người mình yêu thương trong gia đình và trong hội thánh. Cái mối liên hệ của Chúa với Chúa cần tình yêu thương thế nào, đối với mối liên hệ với nhau cũng cần tình yêu thương y như vậy. Hôm nay lễ Valentine là lời chúng ta nói lại cái chữ này. Thường là chúng ta nghĩ rằng là cái đó là cái giờ bữa ăn tối lãng mạn, ngồi bên cái bàn nhỏ nhỏ thì cả hai bấm thôi, hai mái đầu thôi, mái đầu xanh đen lốm đốm bạc và bắt đầu bạc nhiều hơn đen. Có hai mối đầu mà rồi chỉ là lãng mạn. Nhưng đối với gia đình và hội thánh thì thế nào, đối với những người khác thì thế nào, đối với con cái thì thế nào? Tôi kể quý vị nghe rằng cái câu chuyện mà tôi đọc được hôm qua ở trên internet kể thế này. Có hai ông bà già nọ cô đơn sống trong viện dưỡng lão. Đã lâu rồi họ sống ở đó, và một buổi tối nọ họ quyết định đi ăn tối với nhau và đi xem phim với nhau, hầm lại đó. Lúc trở về, có một người bạn già ở trong cái nhà dưỡng lão trong nursing home đó thấy cái bà già của mình có vẻ buồn bã, cho nên cái người bạn đã hỏi cái bà cụ mà đi với cái ông cụ mà đi xem phim đó, hỏi rằng là ông có chuyện gì mà khiến chị buồn, có vẻ buồn như vậy. Và cái bà già nói rằng đi chơi với một ông già khờ thì là chán, tôi phải tát ông đến 3 lần nữa. Cái người đàn bà kia nói, thế thì khủng khiếp quá, ở cái tuổi ấy rồi mà chẳng lẽ ông sàm sỡ bà sao? Bà nói, sàm sỡ gì đâu sàm sỡ, tôi phải tát 3 lần để coi thì ông ấy ngủ hay là ông chết rồi. Hóa ra là ông già cái khịch gương như này, bà phải tát ông để kêu ông không biết ông sống hay chết, cho nên bà phải tát ông. Và tôi đọc câu chuyện là tôi nghĩ thế này, quý bạn, chắc có nhiều cặp hôn nhân trong gia đình đôi khi phải tát như vậy để coi thử cuộc hôn nhân nó sống hay chết. Không già giống như họ, không ở đến sớm hôn giống như họ, nhưng mà có nhiều cái cặp vợ chồng ở bằng cái tuổi nào đó vẫn còn có thể mặn nồng, nhưng mà đôi khi phải tát. Có thực tế, có nhiều thực tế thế này, trong nhiều cuộc hôn nhân gia đình đó, có nhiều người rất là thành công, rất là đầy đủ, danh giá, nhà sang, cửa rộng, nhưng đôi khi chỉ còn sự chịu đựng lẫn nhau. Những câu chuyện đại loại tôi có nghe kể rằng là có một đôi vợ chồng người Việt Nam lớn tuổi, thực ra thì ở vào cái tuổi trung niên, rất là danh giá, ông là cũng có bằng cấp và có được xã hội trọng vọng, và bà là cũng rất là người rất là giỏi giang, và hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Rồi cuối cùng thì họ có con lớn lên, và con thì bắt đầu vào đại học. Bằng cách nào đó cuối cùng thì cuộc sống những ngày đó còn lại của họ là chỉ mỗi người phòng ai đi ở, phòng ai đi biết. Họ vào nhà, họ chịu đựng lẫn nhau trong một ngôi nhà 3-4 ngàn square feet, 500-700 ngàn đô la, và họ chỉ chịu đựng lẫn nhau. Có nhiều người bạn hỏi rằng là tại sao phải sống với nhau như vậy. Họ bảo rằng là thôi bây giờ con nó lớn rồi, phải sống với nhau mà mình chịu đựng vì con. Đó là cái câu chuyện rất phổ biến trong xã hội chúng ta đang sống. Quý ông bạn thì em biết được đó phải không? Tại sao chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau? Tại sao có nhiều gia đình phải để cho cái tình trạng chịu đựng lẫn nhau xảy ra với nhau mà chúng ta cũng sống hạnh phúc hơn? Có cách nào để chúng ta hâm lại tình yêu của đôi lứa vợ chồng trong gia đình hay không? Chúng ta phải áp dụng cái toa thuốc Chúa cho đối với hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa. Tôi trở lại với toa thuốc đó ở trong câu số 5. Phải nhớ lại người đã sa xuống từ đầu. Hãy nhớ lại điều gì đã cướp mất cái tình yêu, cái niềm hạnh phúc mà đã sống với nhau.
gần 20 năm trước, tôi nhớ có một đôi vợ chồng ở vào tuổi 40 ngoài, rất là thành công. Khi bây giờ thì tôi ở tại Thánh Đức Giáo Sinh và tôi mới bắt đầu được license. Và tôi, cái người chồng đó là một người bạn của mục sư Trần Lưu Chiên, và vì một lý do nào đó cho nên họ phải chia tay. Và một ngày nọ thì cái người vợ đến nói với mục sư Chiên và nói với tôi rằng tôi muốn nhờ mời hai mục sư giúp tôi và giúp điều gì, và rằng đến nhà là tại vì cái tiến trình mà pháp lý trước đó thế nào không biết, mà chia tài sản, cho nên bảo là chúng tôi phải đến. Họ đến làm gì? Nó đến để chứng làm chứng. Tôi biết bỏ cái đòi hỏi như vậy không, tức là cổ thấy cô lấy một số đồ trong nhà. Vì vậy cho nên tôi hỏi cái chuyện gì xảy ra. Cổ vừa kể và nói rằng hồi mà mới vừa biên qua Mỹ đó, hai vợ chồng có chút tiền à, và sau nhiều năm lặn lội làm ăn ra sức như vậy, rồi cuối cùng ngày hôm nay ra nông nổi. Lúc bây giờ họ có hai đứa con, một đứa 13 tuổi, một đứa 10 tuổi. Và suốt một năm trời trước đó thì tôi biết các cháu học rất là xa suốt, và tình trạng gia đình đã đến độ như vậy, và cuối cùng họ chia tay nhau. Ngôi nhà rất là lớn, rất là đẹp, đồ đạc ở trong nhà rất là sang trọng, nhưng nó là cả là một cái gì lớn lao. Tôi hỏi là tại sao vậy, điều gì xảy ra như vậy? Cô nói rằng từ khi mình đi làm nhiều tiền, bắt đầu anh phải giao thiệp cho người này người khác, đi lại nhiều, đâu có cơ hội giờ giờ gì thì giờ để cho vợ con. Và người vợ thì cũng phải nhiều việc làm thôi, bây giờ con thì gửi cho babysitter, đâu có thì giờ nhiều với nhau. Và đó là cái khi nhớ lại mới thấy có một cái chỗ như vậy. Cho nên bắt đầu điều đó không xảy ra về phần chúng ta, nhưng quý ông bà chị em, nếu có cái điều gì đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì nhớ lại điều gì, tại sao. Nó có thể là tiền bạc, nó có thể là nhà cửa, nó có thể là sự nghiệp, và cũng có thể vì con cái nữa. Cho nên quý ông bà chị em, tôi đi đề nghị với tất cả các đôi vợ chồng thế này: đừng để tiền bạc, đừng để công việc làm, thậm chí đừng để con cái, đặc biệt những đôi vợ chồng lớn tuổi, thậm chí đừng để những cái mà tôi không muốn quý vị tới hành rầy có việc này, nhưng mà đừng để cái church work, đừng để vì công việc nhà thờ chúng ta có thì giờ cho nhau. Amen. Đừng để cho điều đó làm nguội lạnh tình yêu của những đôi vợ chồng trong Chúa với nhau. Đừng cho rằng mình đã già rồi, nhiều người đã già rồi, bao nhiêu thứ bận rộn thì làm già gì mà có cái chuyện lãng mạn vụn vặt với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, nó không vụn vặt chút nào. Nếu không có tình yêu, hay tình yêu của chúng ta nguội lạnh đối với nhau, thì cuộc sống của chúng ta dù giàu có bao nhiêu đem chăng nữa, tất cả chỉ là đựng tiền công trong túi lửng. Cho nên câu hỏi của tôi đối với những người, những đối với chồng rằng tình yêu của quý vị dành cho người bạn đời của mình ra sao? Hãy giữ như thuở ban đầu, hãy hâm lại, hãy làm cho tình yêu chín mùi sâu đậm hơn mỗi ngày chúng ta với nhau, mỗi ngày chúng ta về Chúa. Trong những người xưa thì dạy rằng là coi người vợ chồng phải coi nhau như những người khách, tức là phải trân trọng quý nhau lẫn nhau. Dĩ nhiên khách đây không phải là cái khoảng cách, nhưng mà nói cái sự lưu ý đến người sẽ quan tâm đến người và tôn trọng người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết sống cái đó, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta qua điều đó. Đừng làm tắc nghẽn nguồn phước của Đức Chúa Trời trong đời sống gia đình. Bây giờ thì tôi muốn nói đến chủ đề trong phòng chúng ta có những người độc thân, hoặc những người không có người phối ngẫu, không còn người phối ngẫu bên mình thì sao? Quý bạn chị em, tình yêu thực ra thì nó không phải chất liệu đối với Chúa, không phải chất liệu đối với tình yêu nam nữ vợ chồng, nhưng mà nó đối với những người khác. Đó là cái nguồn hạnh phúc khi chúng ta có mối liên hệ với cha mẹ, với người thân, với gia đình, với anh em trong Chúa. Có rất là nhiều người thất vọng khi nghĩ đến con của mình. Bây giờ nó lớn rồi, bắt đầu nói nó không nghe nữa, nó ngổ nghịch, nó chạy, nó nhiều lý lẽ để nó cãi lại mình. Sáng hôm nay tôi đến đây, các em ở trong này nhóm, có một bạn chạy bên ngoài đó, kêu anh, kêu nó vô trong nhóm, con sẽ không vô trong phòng thờ của nhóm. Đứa thì đổ đi restroom,
restroom xong thì có thì giờ lại cái phòng kia không có tivi đang mở, đứa thì cầm cái ly nước, không có tivi uống nước. Ở cái tuổi đó thì dĩ nhiên là chúng ta cảm thấy phải sửa cái đứa nhỏ lại, nhưng mà chúng nó bắt đầu nó ngủ nghịch, phải không? Và đôi khi chúng ta thấy tới mức mình rất khó chịu đối với con cái. Và cuối cùng đó là dĩ nhiên là chúng ta vẫn yêu thương nó, nhưng có cái điều gì đó nó nặng nặng trong lòng. Hoặc là đối với cha mẹ thì đôi khi cái nhiều người con nghĩ là bây giờ ông bà lớn rồi, bắt đầu khó tính rồi, gì cũng càm ràm hoài, ta bắt đầu thấy không muốn đem bạn về nhà nữa. Và cuối cùng đó là cái chúng ta suy nghĩ về cha mẹ nó có cái gì đó đó, nó không còn như chúng ta yêu mến tôn trọng trong cái thời mà chúng ta còn nhỏ nữa. Quý vị, những con cái chưa, những cái ý tưởng như vậy đối với cha mẹ hoặc đối với con cái, đôi khi đó là những cái cách mà chúng ta giết chắc chế cái niềm vui ở trong gia đình. Ma quỷ biết rõ một điều thế này: nếu nó làm tình yêu của chúng ta nguội lạnh với nhau, với anh chị em, với gia đình, với con cái, với cha mẹ, thì không chống thì chạy, nó giống như người ta lấy dầu ôi ra khỏi cái máy xe. Không chống thì chạy, nó sẽ bị cháy máy và chiếc xe đã chết. Gia đình cũng vậy, của Thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy. Ma quỷ tìm một cách rút tỉa khỏi tình yêu giữa đời sống của chúng ta, và không chống thì chạy, chúng ta thấy cuộc sống của mình trở thành vô nghĩa và chết mất. Do đó hãy nhớ lại những ngày quý vị còn thơ, khi cha mẹ yêu thương mình thế nào. Tôi mấy ngày Tết thì tôi nhớ lại hồi nhỏ, nhà tôi thì ở nhà quê nghèo, Tết thì may mắn có bộ đồ, mà tôi vẫn cứ nhớ sung sướng nhất là ông ba tôi mà dắt tôi đi thăm chú bác để mừng tuổi học. Và đó là cái khoảng thời gian mình thấy mình yêu thương những người cha ngày mẹ sẽ được học. Cho nên hãy nhớ lại khoảng thời gian đó. Đối với những người cha người mẹ, hãy nhớ lại những ngày con mình nó còn nhỏ, cứ chạy phía sau mình nâng niu nó. Bây giờ cuộc sống nó như vậy, hãy bớt đi những cái sự cay đắng bực bội với các cháu. Một trong những điều tôi cũng kêu gọi Hội Thánh nói chung là con nít nó vẫn là con nít. Ở trong Hội Thánh chúng ta thì mấy các em thỉnh thoảng nó chạy, nó phá, nó cười, nó gây yes. Thật ra thì ở đâu cũng vậy thôi. Tôi ước ao là chúng ta tạo ra một cái môi trường của tình yêu thương, dung thứ, nhân từ đối với các em, các cháu trong gia đình và trong Hội Thánh, để cho nó chúng nó lớn lên, nó đi xa, nó nghĩ là có một lúc trong cuộc đời, có khoảng thời gian nó còn nhỏ, nó nhớ lại tôi nó đừng bật nó, yêu thương nó. Hãy đối xử với tất cả mọi người bằng những cái tâm tình như vậy. Đó là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất chúng ta có thể có để chúng ta nhớ lại và sửa lại. Cho nên tôi kết luận lại điều này, đó là hãy nhớ lại xem điều gì đã làm cho gia đình của chúng ta, liên hệ của chúng ta đối với nhau, đối với những người khác ra mong mỏi. Hãy nhớ lại, remember. Hãy quay lại, hãy bỏ đi những điều mình đã làm không phải với nhau, không phải đối với người khác. Hãy làm lại, tức là bắt đầu một cái điều gì đó, bắt đầu bằng cách cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho vợ, cho chồng mình, cầu nguyện cho những đứa con của mình, cầu nguyện cho những anh chị em của mình, những người mà có một lúc giỡn đùa với nhau, chọc ghẹo lẫn nhau, chia với nhau ly cà phê, uống với nhau những nước. Hãy nhớ lại điều đó và sửa lại để cầu nguyện cho những anh em chúng ta. Hãy quan tâm đến nhau bằng cách nói với nhau những lời tốt đẹp. Hãy học điều đó với ông bà anh chị em. Hãy tha thứ yêu thương nhau với cả tâm lòng của chúng ta đối với những người xung quanh chúng ta. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, bởi vì nếu trong lòng của chúng ta tràn dâng lên cái tình yêu, và đó là cái cách Đức Chúa Trời ban phước. Có thể năm mới bên đây còn mùng 7, Đức Chúa Trời ban cho quý vị nhiều của hơn, làm ăn có thể vẫn sầm sầy, thậm chí có vài người lỡ như mất trôi. Nhưng nếu trong đời sống của chúng ta tình yêu của Đức Chúa Trời dâng tràn, đó là cái phước hạnh lớn nhất và hạnh phúc lớn nhất chúng ta có thể có khi chúng ta hầm lại tình yêu với Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay hãy nói với Chúa rằng là xin Chúa giúp con hầm lại tình yêu với Chúa và với nhà. Xin Hội Thánh đứng lên và cầu nguyện.